Đúng chưa? Nó thứ nhất. Hello em. Quý vị là đang kéo tham dự âm bao và bác mắc dịch tập trung. Tôi thưa đăng kiếm một người nữa đây. Em ơi. Tôi trưởng. Ha ha ha.
dịch rồi đó. Sao không dịch mạnh mạnh chút đi. Còn lần số 2 Nguyễn Hoàng Tân đó. Nào. Nóng nóng thì vào. Nghe lên cho tao. Nhật Duy. Nhật Duy đâu? Anh Tuấn. Anh Tuấn đâu? Hồng Thuận. Hồng Thuận đâu? Rồi thì chạy hết nổi luôn rồi. Thái Bảo. Đỗ Hoài Linh. Cao Xuân Bồn. Hữu Diệu. Bây giờ em sẽ tới đây là Ngọc Tinh. Thành Mười. Thành Thuận cơ. Bà chuẩn bị nhảy vô rồi đó. Thật nha. Võ Trường Công. Minh Thẩm. Dắn. Ngọc Kinh. Dắn rồi. Thành Luân cơ. Dắn rồi. Quốc Dũng. Đó, con này ngon nè. Con này chạy ngon nè. Rồi, chúng ta sẽ có 3 giờ thanh niên. Giữ chân lý hả? Đề nghị mai hôm nay đang bắt dịch chúng ta không có lấy tay chỉnh mặt nạ, chỉnh là chúng ta phạm vi 2 phút. Bắt đầu. Trời ơi, chết chỗ này à. Yeah.
đi. Vâng. Nè, ăn cái ơi. Thôi, bên này sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Tới nữa, tới nữa. Tới nữa, tới nữa. Có, có, hay đó. Mặt nạ chạp, mặt nạ nhầm cái này. Quốc dân không?
Bảo Thanh, Ngọc Lâm. Rồi, hai năm rồi, hai năm rồi. Đó, vô rồi đó. Rồi, ngon cơm rồi. Trời nghe để giờ đứng con la quá trời. Ủa rồi đăng ký à, nãy giờ xăng quần nữa. Ờ, xăng quần luôn kìa. Cũng nổi không? Vô. Rồi, vô bắt giật đi chị.